Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Đỗ Doãn Bách từ mạng lưới Thầy Thuốc Đồng Hành. Hiện nay có nhiều F0 và F1 đang phải cách ly tại nhà. Việc cách ly tại nhà cần đảm bảo theo dõi diễn biến bệnh, xử trí phù hợp và nâng cao sức khỏe cho người nhiễm bệnh và đảm bảo an toàn cho những người nhà bệnh nhân. Để đảm bảo các mục tiêu này, video sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách chuẩn bị cách ly tại nhà cũng như các hành động cụ thể của người bệnh và người nhà khi cách ly. Khi gia đình có người bị nhiễm hoặc nghi nhiễm được thông báo cách ly tại nhà, gia đình cần làm ngay 4 việc sau. Việc thứ nhất, lưu lại các số điện thoại, các số đường dây nóng, phòng chống dịch, số của người được phân công hỗ trợ theo dõi sức khỏe người nhiễm và các số điện thoại cần thiết khác. Thứ hai, xác định và thống nhất với cả gia đình về vùng không gian dành riêng cho người bị nhiễm. Thứ ba, phân công một người phù hợp nhất chăm sóc người nhiễm trong trường hợp người nhiễm không thể tự chăm sóc được bản thân. Thứ tư, chuẩn bị các vật dụng tối thiểu sau. Khẩu trang y tế dùng một lần, đủ dùng cho cả nhà trong 2 đến 3 tuần. Găng tay y tế sạch, tối thiểu dùng đủ cho người chăm sóc trong vòng 2 đến 3 tuần. Nhiệt kế thủy ngân hoặc nhiệt kế điện tử, máy đo huyết áp, thùng đựng chất thải lây nhiễm có nắp, đậy hoặc các túi ni lông màu vàng để lót bên trong thùng. Rồi dụng cụ cá nhân dùng riêng cho người bị nhiễm như bàn chải đánh răng, khăn tắm, khăn mặt, rồi chậu tắm, rồi chậu giặt, bộ đồ dùng trong ăn uống, xà phòng tắm giặt, máy giặt nếu có, dụng cụ phơi, sấy, tẩy trang. Các thuốc đang sử dụng cho người trong nhà có bệnh sẵn như cao huyết áp, đái tháo đường, gút với số lượng có thể dùng ít nhất là 30 ngày. Trong thuốc và đơn thuốc, các thuốc và đơn thuốc của bác sĩ đối với người bị nhiễm nếu có. Các bạn phải lưu ý, khi một người trong nhà bạn bị nhiễm COVID-19 có nghĩa là bạn và những người khác trong nhà cũng có thể bị nhiễm. Do đó, cả gia đình cần phải cách ly tại nhà để tránh lây nhiễm cho cộng đồng. Các bạn không nên quá lo lắng, tích trữ quá nhiều thực phẩm hay các nhu yếu phẩm khác. Chính quyền địa phương và người thân, các lực lượng, tổ chức sẽ giúp đỡ gia đình trong thời gian cách ly tại nhà. Vậy, trong suốt khoảng thời gian cách ly tại nhà, người nhiễm và các thành viên trong nhà cần phải làm gì? Hãy ghi nhớ 12 công việc cụ thể sau. Thứ nhất, cách ly người nhiễm khỏi các người khác. Bố trí người nhiễm phòng ngủ và các phòng vệ sinh riêng. Nếu không có thì đánh dấu không gian riêng cho những người bị nhiễm. Luôn giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét đối với người bị nhiễm bệnh. Tuân thủ 4-0. Không ăn chung với người khác, không di chuyển ra khỏi khu vực cách ly, không tiếp xúc gần với những người khác hoặc là động vật nuôi, không dùng chung bát đĩa, ly uống nước, bộ dụng cụ đồ ăn, khăn tắm hay ga giường với những người khác trong nhà. Đảm bảo nhà ở luôn thông thoáng, luôn mở cửa sổ, cửa lối đi, có thể nhằm không khí luôn được thay đổi. Không sử dụng hệ thống điều hòa trung tâm với các phòng khác, không để luồng không khí thổi từ phòng người nhiễm bệnh sang các không gian chung, sử dụng quạt, máy lọc không khí. Rửa tay thường xuyên, rửa tay là cách giảm lây nhiễm COVID-19 tốt nhất. Rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước tối thiểu 30 giây hoặc dung dịch rửa tay khô có chứa cồn ở nồng độ tối thiểu 60% trong ít nhất 15 giây. Các thời điểm rửa tay nào là hợp lý nhất? Trước và sau khi nấu ăn, trước và sau khi ăn uống, sau khi ho, hắt hơi, xì mũi, sau khi chạm vào các vật dụng bề mặt, sau khi đi vệ sinh, sau khi thu dọn rác thải, v.v. Đeo khẩu trang đúng cách. Người nhiễm, người chăm sóc và các thành viên trong gia đình cần phải đeo khẩu trang liên tục. Các đối tượng không đeo khẩu trang bao gồm là trẻ em dưới 2 tuổi hoặc những người gặp khó thở hoặc là không thể tự bỏ khẩu trang nếu không có sự trợ giúp. Vậy, ai cần đeo khẩu trang khi nào? Người nhiễm thì người nhiễm phải đeo khẩu trang càng nhiều càng tốt, ngay cả khi được cách ly để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm virus cho những người khác. Người chăm sóc thì sẽ phải đeo khẩu trang khi ở cùng phòng hoặc cùng không gian với người bị nhiễm và những người khác. Các thành viên trong gia đình, các thành viên khác trong hộ gia đình thì phải đeo khẩu trang mỗi khi họ ở chung phòng hoặc cùng không gian với những người khác. Vệ sinh hô hấp, luôn đeo khẩu trang, không khạc nhổ trong không gian chung, che miệng và mũi bằng khăn giấy khi ho hoặc hắt hơi, vứt bỏ ngay khăn giấy đã sử dụng vào thùng rác kín, rửa tay ngay bằng nước hoặc xà phòng sau khi ho hoặc hắt hơi. Vệ sinh dụng cụ, ăn uống tránh lây nhiễm, bố trí bộ đồ ăn riêng cho người bị nhiễm COVID-19 nên sử dụng dụng cụ một lần. Đồ ăn thừa và các dụng cụ ăn uống dùng một lần bỏ vào túi đựng rác trong phòng riêng, rửa bát đĩa bằng nước nóng hoặc xà phòng. Người nhiễm COVID-19 nên tự rửa bát đĩa trong phòng riêng. Nếu cần người chăm sóc hỗ trợ thì người chăm sóc mang găng khi thu dọn
đồ ăn hoặc là rửa bát đĩa cho người bị lây nhiễm. Rồi bát đĩa và đồ dùng ăn uống của người bị nhiễm sau khi rửa thì phải để ở những vị trí riêng, tốt nhất là để trong phòng riêng của người bị nhiễm. Xử lý đồ vải an toàn thì như thế nào? Tốt nhất là người bị nhiễm có thể tự giặt quần áo của mình. Nếu cần người chăm sóc giặt, đeo găng tay khi xử lý đồ vải của người bị nhiễm, rồi giặt hoặc khử trùng túi giặt và giỏ đồ. Giặt bằng máy hoặc có thể giặt bằng tay với nước ấm nhất có thể, sấy khô hoặc phơi khô hoàn toàn. Và sau đó thì khi tháo găng, rửa tay sau khi xử lý các đồ vải của người bị nhiễm, nên giặt riêng đồ của người bị nhiễm với đồ của người khác, không rũ đồ bẩn cần giặt để hạn chế nguy cơ phát tán virus qua không khí. Luôn nhớ vệ sinh bề mặt môi trường sạch sẽ, tốt nhất là người nhiễm tự vệ sinh khu vực của mình, làm sạch sàn nhà, tường, bề mặt, sau đó lau bằng dung dịch khử khuẩn, lau bằng nước sạch. Nếu cần người chăm sóc hỗ trợ, người chăm sóc phải mang găng trước khi vệ sinh cho người bị mắc bệnh, sử dụng dụng cụ vệ sinh riêng cho từng khu vực của người nhiễm, có thể bọc thiết bị điện tử bằng màng ni lông và vệ sinh khử trùng bên ngoài. Sau đó thì có thể tháo bỏ găng, rửa tay sau khi hoàn tất công việc vệ sinh, thực hiện vệ sinh bề mặt ít nhất là một lần một ngày. Khi thu gom xử lý chất thải đúng cách thì đặt thùng rác có nắp kín và mở bằng chân, có lót túi ni lông bên trong ở phòng người bị nhiễm. Thu gom xử lý chất thải hàng ngày hoặc khi mà thùng rác đã bị đầy. Đeo găng khi xử lý chất thải và phải bỏ găng sau khi mà mình xử lý xong, rửa tay lại sau khi xử lý. Rồi khi sử dụng găng tay, người chăm sóc nên sử dụng găng tay khi khử trùng các bề mặt và vận dụng trong nhà khi chăm sóc người bị nhiễm. Đeo găng tay sẽ không thay thế cho các biện pháp phòng ngừa khác như là giãn cách, rửa tay, xà phòng và đeo khẩu trang. Chính vì vậy là không nên dùng lại găng tay, mỗi đôi găng tay chỉ được sử dụng một lần duy nhất rồi bỏ. Không chạm vào các bề mặt khi đang không đeo găng, mặt ngoài găng có thể có mầm bệnh. Đối với gia đình có vật nuôi, người nhiễm không nên tiếp xúc với vật nuôi vì đã có bằng chứng cho thấy rằng là virus có thể lây lan sang động vật. Người cùng nhà với người không nhiễm cũng không nên tiếp xúc gần với vật nuôi, không để vật nuôi tiếp xúc với người và các động vật khác ngoài gia đình. Phòng ngừa lây nhiễm khi mua thực phẩm, tạp phẩm và các vật dụng cần thiết khác, đặt mua trực tuyến là tốt nhất với các dịch vụ tại cửa hàng, cổng và nhờ người bên ngoài nhận giúp. Nhận hàng không tiếp xúc, nếu phải tiếp xúc thì đề nghị là hàng để bên ngoài nhà, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với người giao hàng, rửa tay ngay sau khi nhận hàng, mở gói hàng. Và sau khi mở gói hàng xong thì phải mở một cách an toàn, không phun chất khử trùng dùng trong khử khuẩn bề mặt quần áo lên thực phẩm, dù cả cái phun ở bên ngoài. Hy vọng các hướng dẫn trên sẽ giúp cho các bạn có thể chuẩn bị tốt hơn khi cách ly tại nhà. Mạng lưới thầy thuốc đồng hành luôn sẵn sàng hỗ trợ qua các đầu số 1022 nhánh 4 tại thành phố Hồ Chí Minh, 024-1022 nhánh 3 tại Hà Nội và 0274-1022 tại tỉnh Bình Dương. Xin cảm ơn.